Hôm nay mình sẽ ăn một cái bánh trước mặt Lucas. Thử thách em ham ăn cỡ nào. Đây là bánh Mika. 8, 9 phút, 10 phút. Đây, Mở ra cho nó ăn thì nó cắt chứ. đây là bánh Mika nè. Bánh Mika nhân sô-cô-la nha. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Chờ miếng vậy. Cắt ít tôi, cắt đi, cắt đi. Hàng tốt. Cho em một tí xíu không? Đó, phần con thì đến phần mẹ. Cùng đầu mẹ, cùng đầu mẹ, cùng đầu mẹ, cùng đầu mẹ. Cho được một cùng đầu mẹ. Cùng, 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 cùng. Đây, cho em một miếng xíu xíu đây. Quá. Nhà mình ra luôn. Đây, còn nửa miếng. Ít thôi. Cắn đi. Ít thôi. Ai cho một cắn to thì cắn ít thôi nữa. Ngon không? Chắc ăn một miếng ngon. Rồi, đứng lên lấy đi cơ nào. Đứng lên lấy đi, Lucas. Đứng lên lấy đi. Được chưa? Vậy là đủ rồi. Còn miếng sô cô la trên tay là được ăn sô cô la. Còn một miếng này. Sao vậy? Còn một miếng này không ăn à? Tay đâu, tay đâu? Tay đâu, tay đâu? Cũng đâu mẹ. Cũng đâu mẹ. Cũng đâu, cũng đâu. Cũng đâu, cũng đâu. Ồ, thế là mẹ con Luca đã ăn xong một cái bánh. Rồi, chào mọi người.